Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video các bạn nhớ bấm nút like, đăng ký để cập nhật những video clip mới nhất từ mình nha. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một dự án là CodeMeRay token nha bạn. Mình claim được 1000 token có cái hiệu là Code nè. CodeRay nè. Thì con này nó sẽ phân phối vào ngày 20 tháng 7 nha các bạn. Thì còn 17 ngày nữa. Thì mã thông báo còn lại thì nó sẽ bị thiêu hủy đốt cháy nha các bạn, để cho nguồn cung của nó có giá trị nha các bạn. Thì để tham gia giá hôm nay các bạn click phần link mô tả dưới video mình, các bạn mở link phong các bạn. Các bạn bấm vào đăng nhập nha các bạn. Rồi tiếp tục các bạn gửi lấy địa chỉ BB Smartchain Bet20 trên chocolate của mình nha các bạn. Các bạn sao chép lại nha. Tiếp tục các bạn dán vào đây nè. Rồi tiếp tục các bạn lướt cấp trang các bạn. 22 cộng 22 cộng 3 bằng 25 nha các bạn. Rồi, các bạn bấm vào đăng ký đăng nhập nha bạn. Rồi. Các bạn lướt cấp trang nữa các bạn. 19 cộng 1 bằng 20. Rồi, các bạn bấm vào claim now các bạn. Ok, như vậy là xong nha các bạn. Như vậy là video mình đã hướng dẫn các bạn claim 1.000 token CodeRay đến đây kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé. Video.